Hòa và Diễm Thi xin chào quý vị với chương trình Thế giới trong tuần. Kính thưa quý vị, hôm nay xin mời quý vị trở lại với hồ sơ Panama mà chúng tôi đã đề cập trong chương trình cách đây một tháng. Thưa quý vị, ngày thứ hai vừa qua thì nhóm phóng viên điều tra quốc tế đã công bố trên mạng toàn bộ tài liệu liên quan đến hồ sơ Panama. Điều đặc biệt là trong tài liệu này vừa công bố có đến 189 công ty và cá nhân ở Việt Nam có tài khoản tại các thiên đường thuế vùng biển Caribe. Thực ra thì trong danh sách đó có 59 cái tên là có vẻ là người Việt Nam, còn lại là các tên công ty hay là cá nhân nước ngoài. Thì có lẽ họ là những người mà họ làm ăn ở Việt Nam, anh Kính Hòa. Nhưng mà thưa chị, như vậy thì cũng nhiều chứ, tại vì nếu mà so với nước Mỹ đó, một cái nước giàu hơn, lớn hơn mà chỉ có 36 người thôi chị. Dạ, thì điều này nó được giải thích là do cái sự nghiêm khắc về luật pháp khác nhau đó, anh Kính Hòa. Hôm qua thì tờ Washington Post có trích dẫn lời của một trong hai người sáng lập của công ty luật Mossack Fonseca trả lời phỏng vấn hãng tin AP là họ không có tìm kiếm khách hàng người Mỹ. Thì ông ấy không có nói ra, nhưng mà người ta hiểu là họ tránh rắc rối với chính quyền Mỹ. Tại vì Mỹ là một cái nước rất là mạnh trong cái chuyện chống rửa tiền nè, rồi trốn thuế. Vâng, cảm ơn chị. Xin nhắc lại với quý khán thính giả rằng Mossack Fonseca là một công ty môi giới có trụ sở Panama, giúp thiết lập các công ty bình phong tại những quốc gia dễ dãi về thuế, chủ yếu là ở vùng biển Caribe ở Trung Mỹ. Và người ta nghi ngờ rằng nhiều người trong số khách hàng của Mossack Fonseca lập các công ty đó để trốn thuế hoặc rửa tiền. Thì bây giờ trở lại với chị Diễm Thi thì ở Việt Nam có những cái phản ứng như thế nào thưa dạ, chị? Ở Việt Nam thì họ cũng đã thành lập một cái gọi là cái bộ liên ngành để điều tra xem là những người này họ có sai phạm gì hay không. Thì hôm qua đó thì tôi có nói chuyện với một luật sư ở Việt Nam. Dạ. Thì ông ấy nói rằng cái chuyện mà người ta có tài khoản hay là công ty ở những chỗ đó thì chưa chắc phải là phạm tội, phải không chị? Dạ đúng như vậy anh, tại vì một tờ báo lớn về kinh tế ở Việt Nam đó là tờ Kinh tế Sài Gòn thì họ có phân tích là người Việt Nam thì có quyền đầu tư ra nước ngoài, mà có đầu tư ở nước ngoài thì họ có tài khoản ở nước ngoài. Chỉ có điều là nếu họ không bị lỗ thì họ phải đóng nộp thuế cho nhà nước Việt Nam. Ở chỗ này là nếu họ không làm thì họ sai phạm là sai phạm chỗ đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ chỉ đóng thuế một lần thôi chứ chị, chứ đâu phải là đóng bên đó rồi đóng dạ, ở Việt Nam nữa. Dạ, ở trên cái danh sách của Panama là những cái hòn đảo mà có những công ty đó đó thì họ lại chưa có cái điều luật gọi là hiện chưa có ký cái hiệp định là tránh đánh thuế hai lần. Cho nên là những người Việt Nam nếu làm ăn ở đó thì nộp thuế ở đó rồi đồng thời phải nộp thuế ở nước, ở trong nước nữa. Thì tờ Kinh tế Sài Gòn còn phân tích thêm là bây giờ nếu Việt Nam mà muốn điều tra đó thì phải có cái sự hợp tác với chính quyền của các cái hòn đảo đó, nếu không thì không biết như thế nào. Vâng, nhưng mà bây giờ có thông tin gì về những người Việt Nam và họ đã có những cái phản ứng gì chưa chị? À dạ, thông tin ở trên các danh sách đó đó thì cũng có, nhưng mà là tên của các công ty thôi, các công ty mà họ có ở Caribe nhưng mà có liên kết với một địa chỉ ở Việt Nam. Ngoài ra thì cũng có người lên tiếng rồi, anh Kính Hòa. Chẳng hạn như là bà Đàm Bích Thủy, từng là CEO của ngân hàng ANZ ở Việt Nam, thì bà có lên tiếng với một trang báo mạng ở Việt Nam là bà không có làm cái gì sai hết. Vâng, tôi nhớ lại khi mà hồ sơ Panama được tung ra đó, dạ, thì có liên quan đến nhiều nhân vật về chính trị thế giới. Ví dụ như ông thủ tướng của Iceland đã phải từ chức, thì liệu những nhân vật Việt Nam này có phải giống như vậy không? Có một điều mà Diễm Thi nghĩ là nhiều người cũng có vẻ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm là bởi vì trong danh sách này á, toàn là những doanh nhân không à. Mình chưa có thấy tên các cái quan chức hay là cán bộ nhà nước. Thành ra cái chuyện nó có vẻ đơn giản hơn, là chỉ có điều tra về sai phạm trốn thuế thôi chứ không có vấn đề tham nhũng ở đây. Nhưng mà có khi nào những doanh nhân này lại là bình phong cho mấy ông cán bộ không? Anh thì anh nghiêng về cái thuyết âm mưu quá anh Kính Hòa. Nhưng mà với cái hệ thống chính trị như ở Việt Nam đó thì khả năng đó chắc cũng có thể xảy ra. Vâng, nhưng còn mấy cái nước tương tự như Việt Nam ở châu Á thì sao chị? Ở bên Lào thì có 56 người, có 56 tên trên danh sách đó. Ở bên Campuchia thì có 30, còn ở bên Trung Quốc thì tới 30.000 lận. Mình còn nhớ là khi mà hồ sơ Panama mới tung ra đó thì có khá đông người thân của các quan chức Trung Quốc. Bây giờ thì con số khổng lồ kia chứng minh rằng là có thể nhiều người Trung Quốc đã chạy của ra nước ngoài, tức là tuồn tài sản ra nước ngoài. Thì nói cái chuyện tuồn tài sản ở nước ngoài thì tôi nhớ là cũng đầu năm nay báo chí Việt Nam cũng tiết lộ con số là hàng tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài. Thì liệu là có liên quan gì tới gần 200 cái tên trong hồ sơ Panama không chị? Dạ, theo như là những cái giải thích mà lúc mà con số hàng tỷ này được đưa ra đó, thì đó là những cái khoản thanh toán ngoại tệ thôi, anh Kính Hòa.
Diễm Thi nghĩ là mình chờ xem thời gian tới họ có những cái lời giải thích nào về đưa ra từ các cái cá nhân hay các cái công ty mà có tên trong danh sách đó, anh Vinh Hoàng. Vâng, xin cảm ơn chị Diễm Thi. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu quý khán thính giả cách thức truy cập vào hồ sơ Panama trên mạng Internet. Đầu tiên xin mời gõ offshoreleaks.ecg.org. Khi vào được website rồi thì chúng ta tìm ở cái ô tên là All Countries, trong đó có tên tất cả các quốc gia. Các bạn chọn tên Việt Nam và click vào đó. Chúng ta sẽ có 3 cột. Cột bên trái là danh sách cá nhân và công ty, cột giữa là các tổ chức trung gian và cột bên phải là danh sách các địa chỉ liên hệ. Khi nhìn thấy tên các cá nhân và công ty, chúng ta có thể click vào đó để xem địa chỉ đăng ký của họ ở Việt Nam là ở đâu. Còn bây giờ chương trình xin dừng lại ở đây và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào giờ này tuần sau.